đều có mã số đầy đủ cho của Củ Loa nhé. Đấy, và cái mã số này thì nó sẽ trùng khớp với lại cả mã số của thùng loa hoặc là ở bên ngoài cái thùng cắt tông này. Đấy, thì nó sẽ phải có cái mã số thế này. Đấy. 20230850. Đây. 20230850 à 05 này. Đấy, 05 nhé, em đọc nhầm là 50. 05. Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay chúng em lại tiếp tục về được một mẫu loa hoàn toàn mới đến từ thương hiệu CAF Cá Heo các bác nhé. Thì tại sao em lại gọi là CAF Cá Heo? Bởi vì là trong một cái logo, đã trong một cái logo của những cái dòng CAF chữ cứng này thì nó đều có những cái hình cái con cá heo này. Đấy, đây là cái mã này là mã Navo Navo 112. Đấy, hoặc là cái mã này cũng vậy. Mã này thì là mã FV 12 cộng. Thì trong cái logo này nó đều có hình con cá heo các nhé. Đó, thế chính vì vậy nên là chúng em hay gọi đó là CAF Cá Heo. Bởi vì là trên thị trường thì còn một cái loại CAF nữa, đó chính là CAF chữ mềm. Đấy, CAF chữ mềm nhé. Và đây là CAF chữ cứng. Đấy, thì chúng ta sẽ gọi như vậy để cho các bác không bị nhầm lẫn nhé. Đấy, và khi anh em đặt mua thì cứ gọi cho em chữ cứng hoặc là CAF Cá Heo thì là chúng em sẽ hiểu được loa này nó là loa gì cũng nha. Bởi vì là trong hai cái dòng CAF thì nó hay bị trùng mã với nhau ạ. Đấy. Còn chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là giới thiệu về cái dòng loa CAF Navo 112 đang được rất là nhiều anh em quan tâm trong thời gian qua và đã được anh em cộng đồng đam mê âm thanh đánh giá rất là tích cực về những cái dòng loa này. Đấy, đây là cái dòng loa full 30. Đấy. Và đặc biệt nữa là cái dòng loa này thì nó được trang bị công nghệ bát và chép sản xuất tại châu Âu, sản xuất tại Italia các bác nhé. Đó, thế cho nên là khi mà chúng ta nghe chất âm đấy về những cái dòng loa này và đánh giá trong phân khúc tầm giá của nó thì được cực kỳ nhiều anh em quan tâm. Đó, thì đó là một cái điều rất là hay và hôm nay thì sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho anh em nhé. Ở đây thì em sẽ lấy một đôi thì em mới tháo được một chiếc ra này. Còn cái chiếc này ở dưới này thì em chưa tháo. Nó còn nguyên tem niêm phong của thùng này. Đấy, vẫn còn nguyên luôn nhé. Đấy, và đây là hàng chính hãng. Thì thường những cái hàng hãng ấy thì nó sẽ ở trong ngoài cái vỏ thùng này nó sẽ phải bắt buộc này phải ghi hai tem. Một là tem chính, hai nữa là tem phụ. Tem phụ ở đây thì nó sẽ là ghi tất cả những cái thông tin của sản phẩm. Đấy, khi nhận hàng thì anh em sẽ nhìn vào đây. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá về cái hàng chính hãng nó là vậy thôi nhé. Tem đây là tem phụ, đây là tem chính này. Đấy, Navo 12. Đấy. Rồi, em sẽ nói thêm về cái thân thùng của nó thì chúng ta có thể thấy rằng là cái thùng loa này nó là rất là giống với cái dòng MC 12 cộng đúng không ạ? Rất là giống dòng MC 12. Đấy, nó rất là gọn và đặc biệt là chúng ta có thể làm loa monitor được bởi vì ở đây các bác có thể thấy rằng là nhà thiết kế họ cũng đã cố tình gắn cho chúng ta bốn cái chân. Đấy, bốn chân để các bác có thể là đặt nó nằm nghiêng nhé, đặt nằm nghiêng. Đấy, dùng cho loa motor niter cũng được. Đó, rồi về cái chất liệu này, ê căng này, các bác nhìn nó thật sự là rất là cứng cáp luôn ạ. Hàng rất là đẹp luôn nhá. Không thể chê vào đâu được. Đấy, về cái thông số của loa thì ở đây thì em sẽ giới thiệu luôn này. Đấy, dòng loa này rất là nhiều tem luôn ạ. Ở đây là mã QR code để check thông tin này. Rồi đây là có mã số để các bác có thể check luôn tới tổng đài này. Ở dưới đây cũng vậy. Đấy, bên này là của hãng nhé. Tem này của hãng, còn tem này là của nhà phân phối. Đấy, nhà phân phối dòng CAF Cá Heo này thì là của công ty cổ phần đầu tư AV Việt Nam. Đấy, có website là avv.vn. Đấy, và cũng có một cái mã để các bác có thể cào check ở đây này. Đó, rất là hay luôn. Và thông tin của loa đây ạ, Navo 112. Đấy, công suất liên tục của nó là 400W cơ các bác ạ. Công suất rất là lớn luôn nha, trở kháng 8 ohm và độ nhạy của nó lên tới 98 decibel. Đấy, độ nhạy rất là cao. Và đáp tuyến tần số của nó là 55 Hz cho đến 20 kg. Đó, đáp tuyến rất là rộng. Đấy, vào dòng loa thật sự là khi mà sờ vào những cái dòng loa hãng này chúng ta cảm giác cực kỳ là sướng tay luôn các bác ạ. Rất là sướng tay nhá. Đó, và bây giờ em sẽ mời anh em nha để xem cái nội thất. Đấy, sẽ nhờ bạn kỹ thuật viên bên em là sẽ tháo loa ra để giới thiệu các bác xem nội thất để xem là nội thất nó có đẹp hay không nhé.
Đó, và đây chúng em đang tháo con ốc cuối cùng của cái ê căng của loa các bác nhé. Và sau đó thì sẽ chúng ta cùng nhau là xem nội thất driver của nó như thế nào, và chúng em cũng đang rất là nóng lòng để được chiêm ngưỡng cái dòng loa CIS Navo 112 này. Đó. Ê căng của họ làm thì rất là chặt các bạn ạ, rất là chặt luôn, rất là cứng. Đấy, hàng hãng thì họ làm các bác thấy không? Khi mà chúng ta tháo thì cũng phải hết sức là cẩn thận thì mới ra được. Wow. Và đã ra rồi đây các bác. Nhìn là chất lượng quá. Đúng không ạ? Nhìn cái củ bát này. Thật sự là sờ vào hàng tháng bao giờ nó cũng mát tay các bác ạ. Rất là thích. Đây là dòng bát 30. Đấy, không biết là từ con này, dòng này là từ được trang bị từ bao nhiêu. Nhưng mà họ thiết kế chúng ta là gân của nó là gân 3 sóng nhé. Gân 3 sóng giúp cho loa đàn hồi nó mềm hơn, và cái đợi độ đàn hồi nó sẽ êm hơn các bạn ạ. Đấy. Còn đây là củ chép này. À, đây là chép của loa Navo 112. Chép rất là to. Để nhìn cái bản chép này rất là thích, và chép cái họng của nó làm họng vuông. Đấy, giúp cho cái loa nó sẽ đi là bốn hướng nó đều nhau. Đấy. Và bốn hướng nó đều nhau. Đấy. Lớp sơn của chúng ta cũng thể thấy này. Lớp sơn rất là đẹp, mịn. Đẹp và mịn nhé. Đấy, và bây giờ thì chúng em sẽ tháo luôn đấy củ vát và củ khớp, mời các bác và anh em cùng chiêm ngưỡng. Vâng, đây là những con ốc cuối cùng chúng em đang tháo ra đó, và sẽ lấy cái chiếc bát và cái chiếc chép này ra để chúng ta sẽ cùng nhau là ngắm driver. Đấy, một trong những cái sản phẩm phải nói là rất là được mong chờ. Đấy, vì cái chất âm này chúng em đã test rất là nhiều rồi. Đấy, và cũng không hiểu là nó được trang bị driver kiểu gì mà cái chất âm nó lại tốt đến vậy các bạn. Đấy, và các bạn có thấy không? Keo họ làm này, đây là không phải đủ keo mà cái khi mà nhà máy họ gắn vào. Đấy, một thời gian thì nó sẽ có cái lớp mà lớp ni lông ở dưới đây, nó dính rất là chặt. Đấy, rất là chặt. Đấy, khi mà lấy loa ra thì cả một quá trình rất là vất vả nhé. Đấy. Và đây chúng ta sẽ cùng nhau là tháo ra. Đây chính là cái công nghệ đỉnh cao của dòng loa đây các bác này. Đấy, đều có mã hết nhá. CAT 445C8. Đấy, cái dòng loa này thì được thiết kế sản xuất bởi công ty Navosi nhá. Đấy, đây là củ chép này, nhìn rất là đẹp đúng không các bác? Đó, hàng đẳng cấp. Đây, chúng ta nhìn bằng mắt thôi đã thấy rất là đẹp rồi, đúng không ạ? CAT 445C. Đó, đều có mã số đầy đủ chỗ của củ loa nhé. Đấy, và cái mã số này thì nó sẽ trùng khớp với lại cả mã số của thùng loa, hoặc là ở bên ngoài cái thùng cát tông này. Đấy, thì nó sẽ phải có cái mã số thế này. Đấy, 2023-08-50. Đấy, 2023-08-50, à 05 này. Đấy, 05 nhé, em đọc nhầm là 50. 05. Đó. Rồi đây, các bác sẽ nhìn vào cái củ bát của loa CIS đây. Con này trang bị là từ 170. Đấy, từ 170 mà công suất rất là lớn á. Đấy, công suất của củ bát này không, nó đã là 350W rồi. 350W nhé. Đấy, và nhìn củ bát sự là rất là ngầu đúng không ạ? Cực kỳ ngầu, đẳng cấp luôn. Nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, các bác nhìn thấy nó đẹp không ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Mà trong cái tầm giá chỉ có 15.500.000. 15.500.000. Chúng ta có một cái dòng loa đẳng cấp luôn ạ. Đó, em lật cho anh cái nhện để quay nhện cho anh em xem này. Đấy, em lật phía bên này, bên này nó đang vướng hai cái cọc loa. Rồi, các bác nhìn thấy nhẹ nó thế nào? Đẳng cấp chưa các bác? Đó, rất là lạ và đẳng cấp nhá. Nhìn chất lượng thế này cơ mà. Từ xương này, xương gang này, rồi nhẹ đấy anh em nhìn này. Đó, họ làm cho chúng ta một cái vành nhựa ở đây nữa này. Đấy, để cho cái
nhện nó đàn hồi nó được sâu hơn và đít noa nó là đít 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 nồi này, đấy, đít nồi này, đấy, thấy chưa? Đấy cái dòng này nó đánh ở áp lực mạnh, đánh được không sợ sát côn anh em nhé. Đó, rất là đẳng cấp, nhìn nó chất thế này cơ mà, nhìn của bác quá đẹp đúng không ạ? Rồi bây giờ em cho anh em xem phân tần của noa đây. Đó các bác nhìn để đánh giá phân tần noa cao cấp thế nào ạ. À, chất lượng chưa? Đấy, nhìn phân tần này thì anh em chắc không còn gì để mà nói được nữa đúng không? Đấy, phân tần nó quá đẹp luôn ạ. Đấy, có đầy đủ tất cả các cái này nó đều có tem hết này, anh em nhìn này. Đấy, tất cả đều có tem nhé. Đấy, mã số là Navo 112 này. Đấy, ba con chở nó không dùng chở sứ đâu, toàn dùng chở nhôm thôi. Han chở này nó dành cho cụ bác, con này dành cho chép này. Để tụ nó đây. Đấy, tụ MXP15, một trong dòng tụ rất là đắt tiền nhé. Bông tiêu âm thì bông tiêu âm là bông thủy tinh. Nói chung là nhìn như thế này thì các bác có đánh giá nào thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Từ củ bát, củ chép này, rồi đến phân tần của loa. Với đơn giá nó chỉ có tầm 15.500.000. Các bác đánh giá nào hãy cho em xin ít ý kiến ở dưới bình luận nhé. Bây giờ thì em sẽ nắp vào. Đấy, nắp vào và test cho anh em nghe chất âm của thằng loa này nhé. Rồi bây giờ thì em xin phép là được test cho anh em nghe một đoạn nhạc. Đấy. Và em sẽ test cho anh em nghe nhạc sàn nhé. Đấy. Và bây giờ các bác đã chuẩn bị tai nghe chưa? Hãy đeo tai nghe vào để test cái chiếc loa này. Và cùng em thẩm thấu cái dòng loa này để xem là chất âm này nó có hay hay không. Và xin mời các bác cùng lắng nghe. Rằng là em vừa test một đoạn nhá. Thì ở đây thì chúng ta đang cảm nhận giữa âm bát và âm chép. Đấy các bác thấy không? Tiếng chép ra nó cực kỳ là sáng tiếng. Còn âm bát đấy, đánh ra đâu nó chắc tới đó, tiếng bát cực kỳ là chắc tiếng, đúng không ạ? Đấy và giá thành như đã báo rồi chỉ có 15.500.000. Đấy, 15.500.000 và miễn phí ship toàn quốc cho anh em nhé. Đấy các bạn anh em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp từ Tuyên Vũ để được hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.